Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay nhân tiện Lê Tuấn đi qua. Hôm nay sáng chủ nhật thì Lê Tuấn đi qua, đi công chuyện, đi qua đây thì thấy một cái nơi chỗ này cũng rất nhiều rác. Thì mình được hỏi, được biết thì nơi đây là rất nhiều nhà máy gỗ lạng. Đấy, nhà máy gỗ lạng nhiều. Và nhiều nhà máy gỗ lạng thì chỗ này nó vì nhiều rác. Mà rác này là rác vắt lạng đấy. Đấy, thì đã nhiều rác rồi thì có máy cày. Đấy, thì trong cái chỗ công ty này thì không biết công ty của ai, nhưng mà có một cái máy cày nằm trong này này, và một máy cày đây nữa này. Đấy, hai cái. Đấy, hai cái nằm đây, một cái này và một cái này. Cái này đây này. Đấy, đang nằm nghỉ. Hôm nay thứ chủ nhật thì chắc nghỉ. Rồi đây một cái nữa quý. Đây. Cái này Belarus, nhìn đỏ là biết là Belarus. Đấy. Ở đây thì toàn bộ những mọc này là, thì ở đây là toàn bộ mọc lớn không? Mọc độ mọc lớn, chứ không có mọc nhỏ chứ. Đây một chiếc xe 4.6. Đây. Vẫn là nồi đồng quê đá. Rồi đằng sau chiếc xe này 4.6 này là có một chiếc xe nữa. Thì không biết là mấy ngàn. Nhưng mà thôi giờ nhân tiện xuống đây thì mình xe màu trắng. Cái này là cũng là Ford tiếp rồi quý vị. Đây cũng là Ford. Đây Ford này. Rồi, giờ tạm thời thì không biết là người ta có cho hay không, nhưng mà mình cứ xuống đây, đến đâu đi. Rồi, mình xuống mình review hai chiếc xe này cho cả nhà ta xem nha. Rồi gặp tài xế thì ta coi như là hỏi coi cứ là mua bán, đúng không? Đấy, thế đó. Rồi. Xe đang kêu. Xe đang kêu. Mình nha. Rồi ok. Rồi bây giờ mình xuống. Xe nó kêu là nó bảo là chưa an toàn. Rồi đây quý vị này. Thì nhân tiện đây thì mình cũng cũng giới thiệu cho cả nhà chúng ta xem. Mà đường này là đường đi qua Minh Long. Minh Long đi Dầu Tiếng luôn. Đi Minh Hòa. Đấy, đường này là đường liên xã, liên tỉnh. Còn đây là ngã tư Bình Minh, quốc lộ 13, 200 mét. Đấy, xe đang đi lại. Đây, đây này, đây ngã tư Bình Minh. Thì con đường này có đường vành đai nhé. Đường vành đai chạy qua Minh Long, Minh Thạnh, Minh Hòa, Dầu Tiếng, Tây Ninh. Và ghẹo qua bên tay phải chúng ta đây thì xuống Trần Thành. Và bên tay trái chỗ màn hình này chúng ta đi lên là khu đốt Lộc Ninh, khu công nghiệp Minh Hưng Đông Hoa. Đấy, thì bây giờ thứ hết cũng không vòng vo nhiều, chúng ta đi vào trung tâm chính. Hai chiếc xe Ford đang đậu đây chở rác. Thì rác này thì báo cáo quý vị là chở lên Long Hoa nhá. Đấy, chở lên Long Hoa. Đấy. Đây, thì ở đây toàn bộ là đồng tốc hết. Đấy, đầu tiên mình cũng chưa rành, bây giờ mình biết là đồng tốc. Đồng tốc là không có số ở giữa chiếc A này. Đây. Đây, chưa. Đây. Đây. Cũng độ ở đây. Thì cái loại này là nhỏ quý vị. Phô này phô nhỏ 4.6 nhỏ. Đấy. 15 này. 15 này. Chấm 5 này trừ 36. Đấy, Patilon Etico. Đấy 4.6 phô này. Cũng đơn giản này. Đấy. Một cầu đồng tốc hết. Đây toàn bộ rác vắt lạng không. Đấy thì chủ xe đi vắng, đi ngủ. Đấy, không thấy đâu. Đấy. Rồi thì cũng tạm thời xe này thì đã biết rồi, Ford thì đơn giản. Đấy thì mai mốt ai có rác thì cứ đem về bán nha, người ta mua hết. Đấy. Máy rất cao nha, máy rất cao. Độ lắp bình hơi. Rồi. Đấy, thì đây đang một chiếc nữa quý vị. Đây. Belarus. Đấy.
Sáng nay là bây giờ khô hết. Đây, đây cũng một cái phô tiếp đây. Chiều 4.600 luôn. Đây. Đây mọc toàn bộ mọc 5 mét hết. Mọc 5 mét hết. Đây. Đây, cái mọc này đã đổ vô này quý vị. Đây. Chữ A này đổ xuống. Đổ xuống để cho nó ăn xuống cái đáy dưới. Mỗi một xe mỗi một cách khác nhau. Cái này có 16.9 trừ đi 28. Phua 4.100 đầu nhỏ. Dùng chuyên chở về vấn đề đá phân lại. Thì đằng này là công ty của người ta này. Đấy. Phô 4.100. Lâu lắm mới được cái 4.100. Tí nhỏ xíu. Tí này tí ta được tay lái. Đấy. Đấy. Đây là cao 2.2 hết chứ. Tất nhiên mọc ở đây là đều là độ hết quý vị. Mọc đây là mọc độ để chở rác, chuyên chở rác và bao bì. Nhưng mà nếu chở bao bì thì không cần phải nhiều. Đây, đây cái nữa đấy. Đang chạy. Đấy. Còn mấy cây độ cũng kiếm luôn. Đấy. Còn đây là nhà máy vắt lạng đây quý vị. Nghe nói ở đây nhiều lắm. Đây này, hơi vắt lạng này này. À, mình zoom lại đó, đoạn xa vậy đó. Mình zoom lại đấy, bán làng hết. Thì đây là thủ phủ của máy cày. Thì mai mốt có gì mình qua bên này rồi mình sẽ giới thiệu cho cả nhà chúng ta nhiều cái máy cày nữa. Còn hôm nay không có bác tài cho nên là mình không hỏi được. Thì mình cũng chỉ review hai cái này. Và mình tiếp tục mình đi ra ngoài này, mình xem ở ngoài này. Nghe nói ngoài này nhiều lắm. Đấy, rồi. Và mình đi lại phía này một chút để xem... chỗ này đang mở luôn hai cái xưởng băm lớn luôn. Đấy, xưởng băm lớn luôn quý vị. Đấy. Đấy, xưởng băm lớn rồi. Đây, máy cày đang đây. Đó. Rồi, ok. Rồi, mình xin dừng video tới đây. Xin chúc cả nhà chúng ta một buổi chủ nhật. Nhất bấm máy cày nghỉ ngơi. Ngày mai thứ hai chúng ta đi làm. Và gặp được nhiều may mắn. Và xin nhớ like, share. Cũng như đăng ký kênh. Để xem những máy cày mới nhất của Lê Tuấn. Lê Tuấn xin chân thành cảm ơn.